Vừa rồi các em đã nghe thầy kể câu chuyện theo từng tranh. Bây giờ thầy xin mời các em hãy nghe thầy kể lại toàn bộ câu chuyện nhé. Câu chuyện Những chú bé không chết. Năm ấy, phát xít Đức kéo quân xâm lược Liên Xô. Đi đến đâu chúng cũng cướp bóc, bắn giết hết sức dã man. Lòng dân vô cùng oán hận. Một buổi chiều, bọn phát xít bất ngờ xông vào một làng nọ. Khắp làng không một bóng người, không thấy du kích chống cự, chúng tưởng được yên thân. Nhưng trời vừa tối, tiếng súng đã nổ vang. Bọn phát xít hốt hoảng hỏi nhau, bắn ở đâu thế? Một tên lính từ ngoài chạy vào, nói, bắn nhau ở cánh rừng bên kia, đã bắt được một tên du kích. Một lát sau, mấy tên lính dẫn một chú bé đến trước mặt tên chỉ huy. Chú bé chừng 13-14 tuổi, chú mặc chiếc áo sơ mi xanh có hàng cúc trắng. Tên sĩ quan hỏi, mày là ai? Chú bé kiêu hãnh trả lời, tao là du kích. Tên sĩ quan quát lớn, đội du kích của chúng mày đang ở đâu? Chú bé trả lời bằng giọng khinh bỉ, tao không biết. Tên sĩ quan nổi giận, ra lệnh cho bọn lính hành hạ tra tấn chú bé rất dã man. Nhưng chú không tiết lộ nửa lời. Gần sáng, bọn chúng đem chú bé ra xử bắn. Đêm hôm sau, du kích tấn công vào chính khu vực bọn phát xít đóng quân. Kho tàng của chúng bị nổ tung.
Nhưng chúng cũng bắt được một em nhỏ. Tên sĩ quan kinh ngạc hỏi to: "Mày là ai?" Chú bé kiêu hãnh trả lời: "Tao là du kích." Tên sĩ quan không còn tin ở mắt mình nữa. Trước mặt hắn vẫn là chú bé mặc chiếc áo sơ mi xanh có hàng cúc trắng mà hắn đã ra lệnh cho bọn lính bắn chết hôm qua. Tên sĩ quan rên rỉ: "Ôi lại chúa, đất nước này thật ma quỷ." Rồi hắn rào lên: "Treo cổ nó lên, treo cổ." Mệnh lệnh của hắn lập tức được thi hành. Sang đêm thứ ba, du kích đánh thẳng vào sở chỉ huy của chúng. Chính tên sĩ quan độc ác đã bị bắt sống đem về khu du kích trong rừng. Khi người ta mở khăn bịt mắt ra, hắn nhìn trước mắt hắn là người du kích đứng tuổi. Bên bác ta lại là một chú bé mặc chiếc áo sơ mi xanh có hàng cúc trắng. Hắn quỳ phục dưới chân chú bé, miệng lẩm nhẩm cầu xin chú bé: "Xin tha tội cho tôi, tha tội cho tôi. Tôi đâu ngờ ngài có thể chết đi sống lại như phù thủy thế này." Người phiên dịch đã chỉ vào bác du kích và cho hắn biết sự thật: "Đây là cha của hai đứa trẻ mà ngươi đã giết hai hôm trước. Trước mặt ngươi là đứa con thứ ba của bác ấy." Tên sĩ quan phát xít kêu lên một tiếng rồi gục xuống đất. Trước khi đền tội, hắn cũng đã bị khuất phục bởi tinh thần dũng cảm của các chiến sĩ nhỏ tuổi của đội du kích đang xả thân chống phát xít xâm lược. Câu chuyện cho chúng ta thấy, câu chuyện ca ngợi phẩm chất dũng cảm, kiên cường, bất khuất, sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ nhỏ tuổi. Chuyện có tên là Những chú bé không chết là để thấy được sự trân trọng của những người sau trước sự hy sinh của các chiến sĩ nhỏ tuổi. Những chú bé tuy là đã chết rồi, nhưng hình ảnh cùng tinh thần quả cảm của các chú bé vẫn còn sống mãi trong trái tim những người còn sống. Cái chết cao cả, chết mà như sống. Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Thầy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những câu chuyện tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại các em.